Dạo này đồ ăn để trong nhà cứ không cánh mà bay. Hỏi con Bông thì nó nói rằng nó không có ăn, nên mình đã quyết định lắp camera và phát hiện ra cảnh này. Thì ra chính con chuột này hàng đêm đã lén lút ăn trộm đồ ăn của mình, nên mình quyết định mua keo dính chuột về bẫy nó. Nghe nói chuột thích ăn xà bông, nên mình dùng xà bông cục để làm mồi nha các bạn. Giờ thì đợi tới sáng mai xem sao nha. A few moments later. Giờ kiểm tra thử xem keo dính chuột có dính con chuột không nha. Thôi xong rồi, không dính các bạn ơi. Công nhận con chuột này khôn ghê ta, phải làm sao đây? Ê mà khoan, con chuột nhìn quen quen ta. À, thì ra chuột Cherry trong Tom và Jerry nè. Con Cherry này không phải chuột thường, hàng chơi nhân cách bẫy chuột thông thường đều không hiệu quả. Hay, phải làm sao đây Bông? Thì ông cứ làm giống trong phim hoạt hình đi. Là làm sao? Thì ông phải dùng mèo Tom để bắt Cherry. À, hợp lý á, vậy thì cùng ta đi bắt mèo Tom thôi.